with a slow motion crew. Xin chào các bạn, thì chào mừng mọi người đã quay trở lại với Ái Trân Channel. Thì ngày hôm nay Trân đang có mặt tại trường của mình. Đây là nơi mà Trân đã gắn bó trong 4 năm vừa qua. Thì các bạn có tò mò Trân học trường nào không? Hiện tại thì Trân đang là sinh viên của khoa đào tạo đặc biệt, hay còn gọi là khoa chất lượng cao của trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh. Và sắp tới mùa tuyển sinh rồi thì Trân rất là muốn làm một cái video chia sẻ về môi trường học tập, về ngôi trường của Trân để gửi thông tin đến các bạn. Trân rất là mong mọi người sẽ xem hết cái video lần này của Trân nha. Một cái đồ ăn sáng ăn ý. Thì bây giờ Trân sẽ mời các bạn đi cùng với Trân xem ở đây có những món ăn gì nha. Thì đây là sảnh chính của khoa đào tạo đặc biệt trường Đại học ở Thành phố Hồ Chí Minh. Ở bên tay trái là phòng của chú bảo vệ. Thì có lẽ là chú bảo vệ đã rất là nhớ mặt của Trân, tại vì Trân rất là hay quên đồ, quên ví, quên thẻ sinh viên, quên ba lô. Cho nên mỗi lần quên đồ thì Trân sẽ tới đây và hỏi chú bảo vệ. Thì hiện tại trường của Trân đang sơn sửa lại, cho nên thì các bạn thấy là những cái bức tường nó đã lấy đi hết cái màu sơn rồi, và bây giờ sẽ chuẩn bị sơn lại mới hơn, tân trang nó khang trang hơn để đón các bạn tân sinh viên. Còn ở bên tay phải là phòng hướng nghiệp. Thì các bạn nghe tên thì các bạn cũng biết là phòng này để làm gì rồi đúng không? Thì phòng hướng nghiệp thì sẽ giải đáp thắc mắc và những câu hỏi của các bạn mà liên quan tới vấn đề tìm việc trong tương lai. Cha sẽ dẫn mọi người đi vào cái nơi mà đón tiếp sinh viên nè, rồi đón tiếp tân sinh viên, hay là đón tiếp các bạn học sinh nếu như các bạn có nhu cầu nộp hồ sơ, hay là thắc mắc về cách thức xét tuyển, rồi hồ sơ có gì thì chúng ta có thể vào đây. Vào đây các bạn hãy hứa là hãy im lặng nha, không được gây ồn ào nữa đó. Cha sẽ dẫn mọi người vào khoa đào tạo đặc biệt. Chân vào nộp bài một chút xíu. Thì nãy giờ Trân đã dẫn các bạn đi tham quan văn phòng khoa của khoa đào tạo đặc biệt rồi. Thì bây giờ các bạn có muốn xem trong phòng học của Trân có gì không? Nếu như mà muốn thì hãy cùng theo chân của Trân để lên trên phòng học nha. Vừa vào văn phòng khoa, Trân đã có một cái rất là bất ngờ, đó là sada, rất là nhiều phần quà ở trong đây. Trân sẽ có giveaway trong cái video lần này, cho nên các bạn đừng quên coi đến cuối video để xem quà giveaway và tham gia chơi để nhận quà nha. Mọi người thấy trường chân có văn minh không? Giờ chân sẽ dẫn các bạn lên lớp học của chân để xem trong lớp có gì. Ở trong đây hơi tối cho nên chân tạm thời tắt máy quay nha. Đây là ở bên ngoài lớp học, thì ngay cả lớp học thì chúng ta sẽ có cái này gọi là cái gì ta,
vòi nước dành cho các bạn sinh viên. Đây là vòi nước nước uống luôn nha mọi người. Thì bây giờ Trân sẽ dẫn mọi người vào lớp của Trân để xem trong đây có gì đặc biệt nha. Ta-da! Thì hiện tại Trân chỉ có thể quay cho bạn cái lớp mà không có sinh viên, tại vì các bạn bây giờ thì đang ngồi học hết rồi. Thì trong một phòng học của Trân, các bạn có thể nhìn thấy ở đây là có bàn ghế nè. Và tất nhiên điều không thể thiếu đó chính là điều hòa. Tại vì thời tiết ở thành phố Hồ Chí Minh khá là nóng nực, cho nên cái việc mà có điều hòa thì tạo không gian thoải mái và mát mẻ cho các bạn học tập nè. Ngoài ra thì còn có máy chiếu nè. Đây là cái máy chiếu. Rồi đây là cái màn hình để chiếu hình ảnh lên để các bạn học tập. Đây là bàn của giảng viên. Bây giờ Trang sẽ để máy quay ở đây và Trang sẽ ngồi học cho mọi người xem nha. Thì thường ngày đi học Trang hay chạy lên bàn đầu ngồi lắm, tại vì Trang bị loạn thị một chút xíu. Ra thì khi mà ngồi bàn đầu thì Trân cảm thấy mình tiếp thu kiến thức từ giảng viên nó tốt hơn. Và khi mà học tại khoa đào tạo đặc biệt á, thì Trân cảm thấy là vốn từ tiếng Anh của mình nó được phát triển rất là nhiều, đặc biệt là trong cái chuyên ngành marketing của Trân nữa. Tại vì các môn chuyên ngành ở đây Trân được học bằng tiếng Anh nè, rồi Trân được làm bài luận, được thuyết trình và thảo luận với các bạn trong lớp cũng bằng tiếng Anh luôn. Và một điều nữa thì giảng viên mà các thầy cô dạy Trân á thì đều là các thạc sĩ từ nước ngoài về, cho nên Trân thấy cái phong thái và cái suy nghĩ của các thầy cô cảm Trân thấy là rất là thoáng, rất là mở rộng cho sinh viên và không có một chút gò bó nào cả. Và các bạn có thể biết được là không gian lớp thì cũng không quá là rộng, tại vì sinh viên của khoa đào tạo đặc biệt một lớp thì chỉ có từ 30 cho tới 35 bạn mà thôi, cho nên cái thời gian cũng như là cái cách mà giảng viên giao tiếp với sinh viên thì rất là gần gũi và đặt nhiều tâm huyết cho sinh viên nữa. Bây giờ Trân rất là muốn dẫn mọi người đi vào một nơi, nhưng mà Trân nghĩ chỗ này thì hơi ngại một chút xíu. Nhưng mà Trân nghĩ cái chỗ này Trân thấy là rất là quan trọng, tại vì hồi học cấp 3 thì Trân thấy nhà vệ sinh rất là dơ, rất là có mùi. Cho nên Trân muốn các bạn thấy được là cái nơi mà giải quyết bao nhiêu nỗi buồn thì nó phải sạch sẽ một chút xíu thì chúng ta mới thoải mái mà đi học được. Còn bây giờ chúng ta hãy vào xem nhà vệ sinh của khoa đào tạo đặc biệt thì có sạch không nha, thì đi mới có thể biết được. Thì mới vào thì các bạn có thể thấy được một bức tranh nhỏ nhỏ xinh xinh. Đây là nhà vệ sinh khá là sạch. Không, thật sự mà nói thì Trân thấy rất là sạch luôn. Có giấy nè, đây. Có máy làm khô tay nè. Rồi có bồn rửa tay nè. Và có rất là nhiều cái gương ở đây nữa. Tiện thể Trân sửa soạn lại một chút xíu. Có cả xà phòng rửa tay nữa nè. Rất là sạch sẽ luôn. Và nó không hề có bất cứ một cái mùi gì cả. Trân đứng đây và Trân cảm nhận được bồn nhà vệ sinh thì cũng rất là sạch luôn. Like. Nhưng mà lý do để sạch được như vậy thì một phần là do các bạn sinh viên có trách nhiệm bảo vệ cái vệ sinh chung. Rồi các cô lao công thì sẽ dọn nhà vệ sinh 24/7 luôn. Cho nên các bạn yên tâm về vấn đề nhà vệ sinh sạch hay không nha. Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng đi tìm một số bạn nhé. Xin chào bạn. Hiện tại thì mình đang làm một cái phỏng vấn thử tiếng Anh của sinh viên khoa đào tạo đặc biệt, thì không biết bạn có thể giúp mình được không? Dạ được ạ. Vậy thì bây giờ mình sẽ có một số câu hỏi dành cho bạn nha. Dạ. First, could you introduce about yourself? Yeah, my name is Nguyễn Khánh Đạt, and you can call me Masood. I'm the second year student at the School of Advanced Study in Ho Chi Minh Open University. Okay, hi Đạt. Yeah. So, what do you like the most about university? Well, let me see. I like the most is the lecturer, because they are so dedicated that I don't want to skip the class, and they help me to tackle many problems in my, not only in the university, but also in my life. Bây giờ chắc sẽ đi tìm một bạn nữ nha. Không biết ở đây có bạn nào không, bây giờ chắc là mấy bạn đã vào lớp rồi. À đây có một bạn rất là dễ thương luôn. Chào bạn. Dạ chào
đào tạo đặc biệt thì không biết bạn có thể giúp đỡ mình được không? À, dạ được chị. Okay, first, could you introduce about yourself? Yeah, definitely. Hello everyone, I'm Ngọc Tuyền. I'm currently studying in Auburn University. To be more detailed, I study business administration at the School of Advanced Study. Yeah, when it comes to what I love the most about my university, I gotta say that I'm really happy when studying here because the teacher is so thoughtful and they're so kind and professional, especially in the class time. They are always give me a hand to help me dealing with my problems and my difficulties, my assignments. Yeah, I'm so happy for that. Yeah, thanks. Thì hiện tại các bạn đang bận ánh sáng cho nên Trang sẽ đi tìm một bạn khác nha. Chào bạn, thì mình đang làm một cuộc phỏng vấn sinh viên khoa đào tạo đặc biệt về khả năng nói tiếng Anh, thì không biết bạn có thể giúp đỡ mình được không? Được. So my name is Phúc and I'm currently studying in the School of Advanced Study. My major is in business. If I have to say that the faculty really listens to us. Whenever I have an opinion, I can go to the faculty and raise my question and expect them to give me an answer or something. Thank you so much. Thì Trang vừa phỏng vấn xong ba bạn sinh viên của khoa đào tạo đặc biệt trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh. Trang cũng khá là bất ngờ với khả năng nói tiếng Anh của các bạn và Trang cảm thấy rất là vui. Trang mong rằng thì các bạn sinh viên ở đây luôn học tập tốt và có một môi trường thật là năng động. Thì hiện tại Trang đang ngồi ở phòng tự học của khoa đào tạo đặc biệt trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh. Thì ở trong đây các bạn có thể vào học nhóm cùng với bạn bè. Ngoài ra thì còn có cả thư viện nữa. Thì ở trong đây có rất là nhiều chỗ cho các bạn tự học luôn. Và đã đến hết cuối video rồi, Trang rất là muốn khoe cho các bạn những món quà mà các bạn có thể nhận được trong cái video lần này. Thì đây là bình chứa nước bằng thủy tinh có in logo của khoa đào tạo đặc biệt. Thì trường của Trang là một trong những trường đầu tiên nói không với sử dụng sản phẩm nhựa, cho nên Trang cũng rất muốn truyền cái thông điệp này đến cho các bạn đó. Thì cái thể lệ tham gia cái giveaway lần này chỉ có 4 bước đơn giản. Đầu tiên các bạn phải đăng ký kênh iTunes Channel. Thứ hai là các bạn hãy nhớ nhấn nút like fanpage của khoa đào tạo đặc biệt trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh. Bước thứ ba là các bạn hãy share cái video này lên cái trang Facebook cá nhân của mình. Và cuối cùng là các bạn hãy comment cái link Facebook trang cá nhân của các bạn ở dưới video này để Trang có thể tiện check là các bạn đã share video hay chưa. Còn bây giờ thì Trang rất là cảm ơn mọi người đã xem hết video lần này của Trang. Hẹn mọi người trong những video lần sau. Bye.